Hay hay hay, xin chào tất cả các bạn nhỏ đáng yêu của cô Ngọc Oanh. Và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, nếu như không phải là các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình 10 phút cho bé trước giờ đi ngủ ngày hôm nay. Trong chương trình lần trước thì chúng ta đã cùng lắng nghe câu chuyện về chặng đường Lương Thế Vinh với những thông tin khái quát nhất về chặng đường để cho các bé có thể hiểu được chặng đường Lương Thế Vinh là ai, làm quan ở triều nào và có những tài năng đặc biệt ra sao. Và ngày hôm qua thì cô Ngọc Oanh có hứa với các bạn rằng hôm nay cô Ngọc Oanh sẽ kể cho các bạn nghe những giai thoại rất thú vị về chặng đường Lương Thế Vinh, những câu chuyện rất cụ thể. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng đến với giai thoại đầu tiên về chặng đường Lương Thế Vinh nhé. Đó là giai thoại về trái bưởi, lực đẩy Archimedes. Thuở nhỏ thì Lương Thế Vinh thông minh khác người. Dân quanh vùng thì đều biết tiếng cậu bé Vinh vừa học giỏi lại vừa láo lỉnh, đối đáp với người lớn thì đâu ra đấy. Mọi người đều gọi cậu là thần đồng. Lương Thế Vinh thì tính vốn rất là ham chơi, thích đá bóng, thả diều. Cái này thì chặng đường Lương Thế Vinh có lẽ là cũng giống rất là nhiều các bạn nhỏ đang nghe chương trình đây. Và hôm đó thì cậu bé Lương Thế Vinh mới đem một trái bưởi ra chỗ bạn bè thả trâu làm quả bóng để các bạn cùng chơi. Bỗng quả bưởi lăn xuống một trong những cái hố bên mép bãi mà người ta đào để ngăn trâu bò khỏi phá lúa. Cái hố thì rất là hẹp, lại rất sâu nữa, không xuống được mà cũng không với tay để lấy lên được. Bọn trẻ tưởng thế là mất đồ chơi. Nhưng Lương Thế Vinh đã nghĩ ra một cách, rồi hớn hở rủ bạn đi mượn vài chiếc gầu dài đi múc nước đổ xuống hố. Bọn trẻ thì không hiểu Vinh làm như thế để làm gì. Nhưng lát sau, thấy Vinh cúi xuống cầm quả bưởi lên, chúng rất sửng sốt phục tài Vinh. Từ đó thì trẻ con trong làng truyền nhau rằng Lương Thế Vinh là thần. Có một câu thần chú hay lắm, có thể gọi được những vật vô tri như quả bưởi lại với mình. Thực ra thì Vinh đã trèo cây hái bưởi bên bờ ao, sẩy tay làm rơi quả bưởi xuống dưới nước và tưởng mất. Nhưng mà khi nhìn thấy quả bưởi nổi trên mặt ao thì Vinh đã lấy cành tre khều vào và đem ra bãi chơi. Lúc mà quả bưởi lăn xuống hố thì cậu đã chợt nhớ lại và nghĩ ra cách lấy nước đổ xuống cho bưởi nổi lên. Vốn thích thơ ca, hò, vè, cho nên trong khi cúi xuống chờ bưởi vào thì cậu mới vui miệng đọc lẩm nhẩm: "Bưởi ơi bưởi, nghe tao gọi, lên đi nào, đừng quên lối, đừng bỏ tao." Cô Ngọc Anh đọc lại nhé. "Bưởi ơi bưởi, nghe tao gọi, lên đi nào, đừng quên lối, đừng bỏ tao." Và thế là bọn trẻ cứ nghĩ rằng là Vinh đọc thần chú. Đó, câu chuyện về quả bưởi của chặng đường Lương Thế Vinh là như vậy đó. Và khi mà các bạn nhỏ của chúng ta lớn hơn một chút nữa, được học về môn vật lý, thì khi đó các bạn sẽ biết được rằng là chặng đường Lương Thế Vinh đã sử dụng lý thuyết về lực đẩy Archimedes để có thể lấy trái bưởi ở dưới hố lên, chứng tỏ rằng qua sự quan sát của mình thì chặng đường Lương Thế Vinh đã rất là thông minh rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với giai thoại về phương pháp học của chặng đường Lương Thế Vinh nhé. Lương Thế Vinh thì là người biết kết hợp rất khéo giữa chơi và học, cho nên từ nhỏ thì Lương Thế Vinh học rất thoải mái mà lại đạt kết quả cao nữa. Vinh học đến đâu, hiểu đến đấy, học một mà biết 10. Khi đã ngồi học thì tập trung tư tưởng rất cao, luôn muốn thực nghiệm những điều đã học vào đời sống. Trong khi vui chơi như câu cá, thả diều, bẫy chim, Vinh luôn kết hợp với việc học. Lúc thả diều thì Vinh rung dây diều để tính toán, ước lượng chiều dài, chiều cao. Khi mà câu cá thì Vinh lại tìm hiểu đời sống của các sinh vật, ước tính đo lường chiều sâu ao hồ, chiều rộng của sông ngòi và kiểm tra lại bằng thực nghiệm. Vinh nghĩ ra cách đo bóng cây mà suy ra chiều dài của cây. Người đời còn truyền lại câu chuyện sau đây. Dạo đó, Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo là hai người nổi tiếng của vùng Sơn Nam. Về thông minh, học giỏi. Một hôm sắp đến kỳ thi, Lương Thế Vinh tìm sang làng Phúc Khê ở bên Sơn Nam Hạ để thăm Quách Đình Bảo, định là sẽ bàn chuyện cùng lên kinh ứng thí. Đến làng thì Vinh ghé một quán nước để nghỉ chân. Tại đây, Vinh nghe người ta nói là Quách Đình Bảo đang ngày đêm rủi mài kinh sử, quên ăn, quên ngủ nữa. Chắc chắn kỳ này Bảo phải đứng đầu bảng vàng. Vinh cười với nói rằng là: "Kỳ thi đến nơi rồi mà còn chúi đầu vào quyển sách,
cố tụng niệm thêm vài chữ, vậy cũng gọi là biết học ư? Ta có đến thăm cũng chẳng có gì để bàn bạc, Vinh nói thế rồi bỏ ra về. Quách Đình Bảo nghe được chuyện trên thì mới gật gù nói rằng là người đó hẳn là Lương Thế Vinh, ta phải đi tìm mới được. Thế là Bảo chuẩn bị khăn gói tìm đến Cao Hương, tức là quê của Lương Thế Vinh, để thăm Lương Thế Vinh. Chắc mầm đến nhà sẽ gặp ngay Vinh đang ngồi đọc sách, nhưng mà Vinh đi vắng, người nhà thì bảo rằng Vinh đang chơi ở ngoài bãi. Quách Đình Bảo ra bãi tìm, quả là thấy Lương Thế Vinh đang thả diều, chạy chơi cùng với bạn bè, rất là ung dung thư thái. Bảo phục lắm, tự nói với mình, người này khôi ngô tuấn tú, phong thái ung dung, ta có học mấy cũng không thể theo kịp. Quả nhiên sau đó, khoa Quý Mùi năm Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông, tức năm 1463, thì Lương Thế Vinh đã đỗ Trạng Nguyên, tức là đỗ đầu, Quách Đình Bảo đỗ Thám Hoa, tức là đỗ thứ ba. Và năm ấy, các bạn biết không, Lương Thế Vinh mới có 22 tuổi thôi. Rồi, đó là hai giai thoại về Lương Thế Vinh cũng khá là thú vị đấy đúng không? Bây giờ còn một giai thoại nữa đây này, cực kỳ là thú vị. Đó là giai thoại về cách cân voi và đo bề dày của tờ giấy. Ngày xưa thì vua quan quân Trung Quốc thường hay cậy thế là nước lớn, coi thường nước ta, cho nước ta là man di mọi dợ. Về tinh thần bất khuất và tài năng văn chương của cha ông ta thì chúng cũng đã được nhiều bài học, nhưng về mặt khoa học thì chúng chưa phục lắm. Một lần sứ nhà Minh là Chu Hy sang nước ta, vua Thánh Tông mới sai Lương Thế Vinh ra tiếp. Hy nghe đồn Lương Thế Vinh không những nổi tiếng về văn chương, âm nhạc mà còn tinh thông cả toán học, cho nên mới hỏi, có phải ông làm sách Đại Thành Toán Pháp, định thước đo ruộng đất, chế ra bàn tính của nước Nam đó không? Lương Thế Vinh đáp, đúng thế. Nhân có con voi rất to đang kéo gỗ trên sông, Chu Hy mới bảo, chàng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu. Xin vâng. Dứt lời thì Vinh mới xăm xăm cầm cân đi cân voi. Tôi xem chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con voi đấy, Hy cười. Thì chia nhỏ voi ra, Vinh thản nhiên trả lời. Ông định mổ thịt con voi à? Cho tôi xin một miếng gan nhé. Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp. Đến bến sông, chàng chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi xuống. Thuyền đang nổi do voi nặng cho nên đầm sâu xuống. Lương Thế Vinh cho lính lội xuống đánh dấu mép nước bên thuyền rồi dắt voi lên. Kế đó thì chàng đã ra lệnh đổ đá hộc xuống thuyền. Thuyền lại đầm dần xuống cho tới đúng dấu cũ thì ngừng đổ đá. Thế rồi chàng mới bắt cân lên để cân đá. Chàng bảo sứ nhà Thanh, ông ra mà xem cân voi. Sứ tàu trông thấy thế cả sợ, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh coi thường. Khi xong việc thì Hy mới nói, ông thật là giỏi, tiếng đồn quả không hoa. Ông đã cân được voi to, vậy ông có thể đo được tờ giấy này dày bao nhiêu không? Sứ nói rồi tiện tay xé một tờ giấy bản rất mỏng từ một cuốn sách dày đưa cho Lương Thế Vinh. Hy lại đưa luôn một chiếc thước. Giấy thì mỏng mà ly chia ở thước thì lại quá thô. Vinh nghĩ giây lát rồi mới nói, ngài cho tôi mượn cuốn sách. Sứ đưa ngay sách cho Lương Thế Vinh với vẻ không tin tưởng lắm. Lương Thế Vinh mới lấy thước đo cuốn sách, tính nhẩm một lát rồi nói bề dày của tờ giấy. Kết quả rất khớp với con số đã viết sẵn ở nhà. Nhưng sứ chưa tin tài Lương Thế Vinh, cho là ông đoán mò. Khi nghe nói về việc đo này rất dễ, chỉ cần đo bề dày cả cuốn sách rồi chia đều cho số tờ là ra ngay kết quả, thì sứ mới ngửa mặt lên trời than, danh đồn quả không sai, nước Nam quả có lắm người tài. Lương Thế Vinh quả là kỳ tài. Ông đã nghĩ ra cách cân đo tài tình ngay cả trong lúc bất ngờ, cần ứng phó nhanh chóng. Gặp vật to thì ông chia nhỏ, gặp vật nhỏ thì ông gộp lại. Phải chăng ý tưởng của Lương Thế Vinh chính là mầm mống của phép tính vi phân, tức là chia nhỏ, và tích phân là gộp lại, mà ngày nay là những công cụ không thể thiếu được của toán học hiện đại.
Trong số tất cả các bạn nhỏ ở đây thì chắc hẳn có rất nhiều bạn yêu thích môn toán học đúng không nào? Và những câu chuyện này thì có lẽ rất gần gũi với những phương pháp trong toán học mà đã được các bạn sử dụng. Cô Ngọc Anh hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay mang đến cho các em thêm nhiều kiến thức bổ ích nữa về các môn khoa học tự nhiên và đặc biệt là về lịch sử thì biết thêm được nhiều hơn nữa về Trạng Lương, Lương Thế Vinh, thần đồng của đất Việt đấy ạ. Ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục với những giai thoại về Trạng Lương, Lương Thế Vinh nhé các bạn. Tất cả những giai thoại về Trạng Lương, Lương Thế Vinh đều được cô Ngọc Anh sưu tầm và kể lại cho các bạn nghe theo cuốn sách Các Trạng Việt Nam của nhà xuất bản Hồng Đức do An Nam tuyển chọn. Bây giờ thì cũng đã khuya rồi. Cô Ngọc Anh sẽ trả các bạn lại với những chiếc giường vô cùng ấm, vô cùng êm và những giấc mơ vô cùng đẹp của các bạn nhé. Các bạn sẽ ngủ thật ngon, mơ thật là đẹp và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 9 giờ tối nhé.